Từ những ký tự ta vẫn viết hàng ngày cho đến các ngôn ngữ cơ thể, những biểu tượng dưới đây mặc dù xưa như trái đất nhưng không phải ai cũng hiểu rõ. Bạn có để ý hàng ngày chúng ta vẫn bắt gặp hàng nghìn biểu tượng và các ký hiệu. Chúng ta thậm chí còn sử dụng chúng để thể hiện cảm xúc của mình khi không thể tìm được từ ngữ thích hợp để nói lên suy nghĩ tâm tư. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi nguồn gốc của những biểu tượng quen thuộc đó như thế nào không? Liệu có phải chúng ta đã sử dụng đúng các biểu tượng theo ý nghĩa ban đầu của chúng? Dưới đây là tổng hợp những sự thật thú vị về nguồn gốc và ý nghĩa của các biểu tượng phổ biến nhất nhưng không phải ai cũng hiểu rõ. Cùng xem nhé! Ký tự và. Ký tự và là từ hai chữ E và T hợp lại. Ký tự và có tên chính thức là ampersand, chính là từ nối ET trong tiếng Latin, có nghĩa là và. Biểu tượng này được tạo ra lần đầu tiên ở La Mã cổ đại bởi Tiro, thư ký riêng của nhà triết học Marcus Tullius Cicero, một trong số những nhà hùng biện vĩ đại nhất La Mã. Để tăng tốc độ viết, Tiro đã nghĩ ra một hệ thống các từ viết tắt mà sau này được biết đến với cái tên là ghi chép của Tiro. Ký tự và đã được thêm vào bảng chữ cái, dẫn đến tên gọi của nó. Nhiều thế kỷ sau, ký tự và đã trở nên phổ biến ở châu Âu và châu Mỹ đến mức nó đã được đưa vào bảng chữ cái tiếng Anh trong một thời gian dài cho đến tận đầu thế kỷ 20. Cách viết ký tự này cũng là từ chữ cái E và T hợp lại, tạo thành ký tự và như ta vẫn sử dụng ngày nay. Biểu tượng trái tim. Đối với biểu tượng này, trái với quan niệm thông thường rằng tình yêu nằm ở trái tim, hình dáng của trái tim người không hề giống hình dáng của biểu tượng trái tim tí nào. Dù vậy, nguồn gốc thật của biểu tượng này thì lại không rõ ràng. Biểu tượng trái tim có thể là mô phỏng hình dáng của thiên nga, loài vật được dùng để tượng trưng cho tình yêu. Một giả thuyết cho rằng khi hai con thiên nga đến mùa giao phối, chúng sẽ lại gần nhau và hình dáng của chúng sẽ hòa làm một, tạo thành hình giống như biểu tượng của trái tim. Ở văn hóa nhiều nước trên thế giới, loài chim này tượng trưng cho tình yêu, sự hiến dâng và lòng chung thủy. Cũng nhờ vào việc các cặp thiên nga thường sống với nhau trọn đời. Một giả thuyết khác cho rằng biểu tượng trái tim bắt nguồn từ hình dạng cơ thể nữ giới. Những người ủng hộ giả thuyết này tin rằng biểu tượng trái tim thể hiện hình dạng khung xương chậu của phụ nữ. Người Hy Lạp cổ đại được biết đến là thường gắn ý nghĩa đặc biệt cho bộ phận hình thể này và thậm chí còn xây dựng một ngôi đền thờ cho nó để dâng lên nữ thần tình yêu Aphrodite. Cũng có thể biểu tượng trái tim bắt nguồn từ lá cây thường xuân và vị thần Dionysus. Trên các bình cổ, người Hy Lạp thường vẽ lá thường xuân để ám chỉ thần Dionysus, vị thần của nghề nấu rượu và sự say mê. Biểu tượng Bluetooth. Vào thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, Đan Mạch được trị vì bởi vua Harald Blåtand, nhân vật lịch sử nổi tiếng vì đã thống nhất các bộ lạc Bắc Âu lại thành một vương quốc duy nhất. Harald thường được gọi là Bluetooth hay răng xanh vì ông được biết đến là người rất thích quả Việt Quất và điều đó làm răng của ông lúc nào cũng có màu hơi xanh. Công nghệ Bluetooth thì lại được phát minh nhằm kết nối nhiều thiết bị điện tử lại vào chung một hệ thống kết nối duy nhất. Vì vậy, biểu tượng của công nghệ này là sự kết hợp của hai ký tự run của người Scandinavia. Hagel tương ứng với chữ cái Latin là H và Zagan tương ứng với chữ cái B. Hai chữ cái này là hai chữ cái đầu tiên của tên vị vua Harald Blåtand. Có một sự thật thú vị là thiết bị Bluetooth đời đầu có màu xanh dương và đương nhiên mang hình dáng của một cái răng. Biểu tượng y tế. Khá bất ngờ là biểu tượng của ngành y tế, cây trượng có cánh và hai con rắn quấn quanh thật ra bắt nguồn từ một sự nhầm lẫn. Theo như truyền thuyết, vị thần Hy Lạp Hermes hay trong phiên bản La Mã là Mercury sở hữu một cây trượng thần tên là Caduceus có hình dáng y hệt biểu tượng của ngành y tế hiện đại. Cây trượng Caduceus có khả năng xóa tan bất cứ tranh chấp nào và làm hòa giải phe phái, nhưng nó không có liên quan gì đến y tế cả. Đơn giản là khoảng hơn 100 năm trước, các bác sĩ quân đội Mỹ đã nhầm lẫn trượng Caduceus với cây gậy thần của Asclepius, một cây gậy thần không có cánh và chỉ có một con rắn quấn quanh. Asclepius vốn là vị thần Hy Lạp cổ đại chữa bệnh và y học, nên việc nhầm lẫn trên là điều dễ hiểu. Từ đó về sau, biểu tượng này đã được sử dụng rộng rãi và được chính thức công nhận là tượng trưng cho ngành y tế. Biểu tượng nút nguồn. Biểu tượng nút nguồn bao gồm một hình tròn khuyết bên trên và một nét gạch ở giữa, có thể được tìm thấy ở hầu hết tất cả các thiết bị điện, nhưng có rất ít người biết đến nguồn gốc xa xưa của nó. Vào những năm 1940, các kỹ sư điện đã sử dụng hệ thống số nhị phân cho các công tắc điện, trong đó một có nghĩa là bật, không có nghĩa là tắt. Nhiều thập kỷ sau, biểu tượng này dần dần biến thành một hình tròn và một kẹp dọc, tượng trưng cho số 0 và số 1. Biểu tượng hòa bình. Biểu tượng hòa bình được phát minh vào năm 1958 trong các cuộc biểu tình chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Biểu tượng này thể hiện cả hai chữ cái N và D, viết tắt của Nuclear Disarmament, dịch ra là giải trừ vũ khí hạt nhân. Trong hệ thống truyền tin semaphore, loại hình truyền tin dùng cờ tay làm phương tiện truyền tải các tín hiệu, chữ cái N được thể hiện bởi hai lá cờ hình chữ V ngược. Chữ cái D được thể hiện bởi một lá cờ chỉ lên trời và một lá cờ chỉ xuống đất. Ghép lại hai tín hiệu này, ta sẽ được biểu tượng hòa bình. Biểu tượng OK. Hầu hết mọi người đều nghĩ cử chỉ này nghĩa là tốt hoặc được. Tuy nhiên ở một số nơi, biểu tượng này lại mang ý nghĩa xấu. Ở Pháp, cử chỉ này được hiểu là bạn chỉ là con số 0 thôi. Có một vài ý kiến về nguồn gốc của biểu tượng này. Người ta cho rằng OK là viết tắt của Old Kiderhood, New York, là quê hương của Tổng thống thứ 8 nước Mỹ Martin Van Buren. Trong suốt chiến dịch bầu cử của mình, Van Buren đã lấy biệt danh theo tên viết tắt của quê hương mình. Biểu tượng chữ thập đỏ. Nhận thấy sự thiếu thốn về y tế trong việc trị thương sau trận chiến Solférino giữa Pháp và Áo vào năm 1859, doanh nhân người Thụy Sĩ Jean Henry Dunant đã đề nghị thành lập một tổ chức trung lập để chăm sóc cho những người bị thương trong chiến tranh. Tổ chức chữ thập đỏ quốc tế bắt đầu hoạt động vào năm 1863. Sau đó một năm, Công ước Geneva với những nội dung về vấn đề nhân đạo được ký kết. Chữ thập đỏ trên nền trắng là sự đảo lại của quốc kỳ Thụy Sĩ, quê hương của ông Dunant. Nó cũng rất dễ được nhận thấy từ khoảng cách xa, rất phù hợp cho việc cứu thương. Biểu tượng mặt cười. Harvey Ball thiết kế biểu tượng mặt cười lần đầu tiên vào năm 1963 cho một công ty bảo hiểm để cổ vũ tinh thần của nhân viên sau việc sát nhập công ty. Biểu tượng này đã được in trên các phù hiệu hình tròn, poster và các tấm cạc. Các phù hiệu này trở nên rất phổ biến với hơn 50 triệu cái bán ra vào năm 1971. Harvey Ball chỉ được trả công 45 đô la Mỹ, tức là khoảng 900.000 đồng Việt Nam cho việc thiết kế biểu tượng này. Ông chưa bao giờ đăng ký bản quyền, nhưng theo lời con trai ông chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì điều đó. Biểu tượng đồng bảng Anh, đơn vị tiền tệ của Liên hiệp Anh, có xuất xứ từ chữ cái L in hoa. Đây là chữ cái viết tắt cho từ Libra, đơn vị đo khối lượng chính của La Mã. Từ này là một từ Latin có nghĩa là thăng bằng hay quy mô. Đồng bảng pound được sử dụng làm đơn vị tiền tệ bởi vì đó là giá trị của một pound bạc nguyên chất. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.